Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử cùng các vị đồng hương có mặt trong cái buổi pháp thoại hôm nay, thì thường cũng như trong các cái điểm khác, chúng tôi tới chúng tôi không có đề tài trước để cho quý vị có thể ai đặt câu hỏi là mà thích hợp với cái sinh hoạt của mình trong Phật pháp, thì chúng tôi sẽ triển khai cái buổi mà gặp mặt chúng ta nó giống như một cái buổi đàm thoại để cho nó sinh động chút nữa. Chứ nếu mà giảng một chiều thấy nó cũng không hay. Quý vị có thể đặt câu hỏi, ai có thể đặt câu hỏi thì chúng tôi theo đó chúng tôi sẽ giải thích và những cái thắc mắc của quý vị. Có ai đặt câu hỏi trước không? Chúng ta ở đây là những người Phật tử hết hay là có người nào chưa có phải là Phật tử quy y chùa không? Có ai quy y Phật pháp chưa? Ở đây có ai quy y không? Có được nhiều hết rồi. Ở đây chúng ta có quen nghe giảng pháp không? Có mấy người nghe giảng pháp rồi? Mấy người nghe được cái văn giảng của tôi rồi? Bây giờ đây có một cái câu hỏi: bệnh hay là nghiệp, tu là trả nghiệp, là con tu hoài niệm Phật là thiền mà sao càng ngày càng bệnh? Thầy giải thích cho mình. Dạ, sẽ nói chuyện cái đề tài này trước ha. Thật ra bệnh của chúng ta nó xảy ra rất là nhiều nguyên nhân, chứ không có hẳn là do nghiệp. Mà nói tới nghiệp thì chúng ta phải nói tới cái nghiệp xảy ra ở ba thời: cái thời quá khứ, hiện tại và vị lai của chúng ta. Cái từ nghiệp ở trong đạo Phật á, tiếng Phạn nó gọi là karma, được dịch ra tiếng Việt của mình là cái hành động tạo tác, hành động có tác ý, hay nói cái này là hành động nó tạo thành thói quen. Ví dụ như bây giờ mình hồi nhỏ mình không có biết uống thuốc, mình tập hút thời gian cái mình ghiền, nó thành cái nghiệp của mình, nó thành nghiệp. Có những việc làm chúng ta không có tác ý thì cũng có cái nghiệp vô tình. Ví dụ như bây giờ mình vô tình mình đi mình đạp con kiến thì nó cũng là một cái nghiệp. Hoặc là chúng ta dẫn chiếc xe để mà cán lên một con gì đó nó chết thì nó cũng tạo thành một cái nghiệp, một cái nghiệp vô tình, nhưng mà nó không có thành thói quen, thói quen. Do đó nó cũng có cái quả báo của cái nghiệp, có cái nghiệp báo của nó. Là khi mà tất cả những cái việc làm mà chúng ta xảy ra nơi thân, nơi miệng và nơi ý, tức là chúng ta ở cơ thể chúng ta xảy ra ba điều gọi là tam nghiệp. Tam nghiệp tức là thân nghiệp nè, miệng chúng ta gọi là khẩu nghiệp, và cái suy nghĩ chúng ta gọi là cái ý nghiệp. Nhưng mà cái chính của mình tức là xuất phát từ ý. Tức mọi cái xảy ra với mình, ví dụ như mình giờ mình khởi một cái ý nghĩ mình buồn một người nào đó, thì từ cái khi khởi nghĩ mình buồn một người đó rồi bắt đầu mình mới có những cái suy nghĩ là mình buồn như thế nào. Và nếu như người đó chọc giận mình sẽ nghĩ tới cái chuyện là mình phải trả thù, mình phải nói nặng nói nhẹ với người đó. Tức là cái đầu chúng ta suy nghĩ trước, chúng ta tác ý đó trước, thì nó lại lần lần nó bắt đầu nó biến thành hành động. Tức là bây giờ mình giận người đó đến mức độ mình không còn kiềm chế mình được nữa rồi, thì bắt đầu mình buộc phải đi kiếm người đó để mình hơn thua. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ nói những lời hơn thua. Nếu mà chúng ta nói chuyện hơn thua với nhau chưa đã thì chúng ta sẽ dùng cái tay chân. Thì vậy là cái hành động của chúng ta nó xuất phát từ cái ý nghĩ của mình, rồi nó mới ra thành lời nói hoặc là biến thành một hành động
tốt hoặc là xấu. Thật là bây giờ chúng ta nghĩ tới cái chuyện là chúng ta sẽ giúp một người nào đó, những cái hoàn cảnh họ đang lâm vào khó khăn, nếu mà mình không giúp thì họ sẽ bị bệnh nhiều hay là họ sẽ bị mất. Thì chúng ta bắt đầu suy nghĩ cái cách phải giúp người, rồi lần lần chúng ta lại chúng ta phải thuyết phục họ bằng cách nào đó, và chúng ta có hành động thực tế là đưa họ đi bệnh viện hay lấy thuốc cho họ uống, hay là chúng ta làm cái gì đó để giúp người đó. Thì những cái này được gọi là nghiệp mà có tác ý. Thì trong ba nghiệp chúng ta, dù là nói thân nghiệp, dù nói khẩu nghiệp, nhưng mà ý nghiệp nó là chủ để dẫn chúng ta đi tới mọi vấn đề. Và chính cái ý nghiệp này nó làm cho đời sống chúng ta thành tốt, thành xấu. Nếu chúng ta đi làm theo cái chiều thiện á, thì chúng ta theo như trong kinh nói, nếu chúng ta làm theo chiều thiện, tức là tất cả những nghiệp thiện sẽ đưa đến những cái quả báo lành, tất cả những nghiệp ác sẽ đưa chúng ta tới quả báo ác. Thì trong nghiệp được chia làm 10 nghiệp thiện và 10 nghiệp ác. Chúng ta học Phật thì chúng ta sẽ biết điều này, phải không? Về thân thì có mấy? Hai cái học Phật rồi thân có mấy? Bác ba phải không? Sát sanh nè, trộm cắp và tà dâm. Miệng có mấy? 4. Nói dối, nói thêu dệt, nói là ái ngữ và nói là bệnh ác. Nói thiêu dệt, nói không thật, nói hoa mỹ và lùm dùm là nói ác. Còn ý chúng ta là tham, sân, si. Vì vậy nếu mà chúng ta có sát sanh, chúng ta có trộm cắp, chúng ta tà dâm, chúng ta nói dối, nói thiêu dệt, nói lửa đôi chiều và nói lời hung ác. Và nếu mà cái ý chúng ta trọn vẹn cái tham sân si thì như vậy là chúng ta đã đầy đủ 10 ác nghiệp. Còn ngược lại chúng ta không làm 10 cái này thì được gọi là 10 thiện nghiệp. Chúng ta không làm thôi, tức là không làm ác thì nó thành thiện. Đó là thiện tiêu cực, tức là cái thiện đó là thiện tiêu cực. Còn nếu bây giờ ví dụ như chúng ta không có sát sanh mà chúng ta còn phóng sanh thì đó là thiện tích cực. Thiện tích cực thì chúng ta phải thấy điều này, cái thiện nó có cái thiện tiêu cực và thiện tích cực. Chỉ cần chúng ta không làm ác thì liền đó thành thiện, không làm ác là biến thành thiện rồi. Nhưng mà chúng ta dừng cái chỗ chúng ta không làm ấy, thì cái thiện nó tiêu cực. Nhưng mà chúng ta làm ngược lại với cái ác nghiệp thì nó trở thành cái thiện, mà cái thiện tích cực. Và thiện tích cực nó sẽ có quả báo cái thiện tích cực. Những cái thiện tiêu cực nó sẽ có cái quả báo của thiện tiêu cực. Đó, cho nên là nơi thân, nơi miệng, nơi ý chúng ta là nhất nhất mỗi lời, mỗi cái suy nghĩ của mình liền tạo thành nghiệp. Nếu chúng ta tu rồi chúng ta phải thấy được điều này. Ví dụ như bây giờ mình ngồi đây thôi nha, mình không làm gì hết, mình chỉ suy nghĩ thôi. Nhưng có một người họ đi ngang đây, họ thấy cái chỗ mình đông, họ không thích, họ có tạc một ý nghiệp xấu vào đây. Thì rồi họ đi qua thấy mà mọi việc không có gì hết. Nhưng mà sự thật là bắt đầu chúng ta đã gieo cái ác nghiệp với cái tập thể này rồi. Gieo ác nghiệp tập thể này. Thì vô tình là sẽ có một ngày nào đó họ gặp những người ở trong đây đi ra, thì trong cái trò đó không có lợi thế nào, cũng có chuyện lớn hơn một chút. Và nếu dù là không có gặp những người ở đây đi ra, thì cái tác ý xấu của mình á, tự động nó cũng có một cái quả báo, có quả báo mang theo đó. Tức là một ý nghĩ chúng ta thôi. Ở trong kinh Đức Phật nói là chỉ cần một tác ý chúng ta là liền biến thành nghiệp thiện ác của chính mình. Chúng ta nghĩ theo chiều tốt thì nó sẽ dẫn khởi theo một con đường thiện. Chúng ta nghĩ một điều xấu nó sẽ dẫn khởi theo con điều ác. Vì vậy nói tới nghiệp, chúng ta phải nghe qua thì nó là một cái loại giáo lý hết sức căn bản. Nhưng mà nếu mà chúng ta tu á, gần như cả đời chúng ta chưa bao giờ chúng ta sống tốt được đúng ba nghiệp của mình mà tốt lành trọn vẹn. Người nào mà giữ được ba nghiệp thanh tịnh á, thì như trong cái kinh Tịnh Độ nói là sao? Ba nghiệp mà hàng thanh tịnh thì đồng Phật vãng Tây Phương. Thực sự thì trong một ngày chúng ta, nếu chúng ta là cái người tu mà không tốt á, thì mình ngồi mình nghiệm thử đó, trong một giờ thôi, chúng ta là ngồi đây chúng ta nghiệm thử. Nếu lấy một cái hai viên đá, một viên đá màu đen, viên đá màu trắng ha, khởi một cái niệm xấu cái chúng ta bóc một viên đá màu đen chúng ta để, khởi một niệm thiện chúng ta bóc viên đá màu trắng chúng ta để. Đây là cái cách tu của một cái người thiền sư mà có trong thiền sử. Thì lúc đầu người đó tu tập á, mình cũng hơn thua với cái nghiệp thiện ác của mình nhiều. Mỗi lần
mỗi một ngày ngài để hai cái loại đậu, một cái hạt đậu trắng và một hạt đậu đen. Thì lúc đầu ngài tu á, thì một ngày đầu á, thì là tới chiều tối là đổ ra đếm á, thì hạt đậu đen nhiều hơn hạt đậu trắng lúc mới tu á. Thế là cái ý niệm mà xấu ác của mình nó sẽ ra nhiều, thì tu lần lần cái hạt đậu đen bằng với hạt đậu trắng, tức là phân nửa thiện phân nửa ác lên tâm á. Thì chúng ta càng tu tốt chừng nào thì cái hạt đậu trắng nó càng nhiều lên chừng đó là biết mình tu tốt. Cho nên nếu mà mình tinh tế, mình kỹ lưỡng một chút thì mình sẽ thấy rõ ràng là cái đầu của mình, đầu của mình từng lúc, chỉ cần trong một phút chốc thôi là rất là nhiều chuyện xảy ra nơi mình. Và cái chuyện xảy ra nơi đầu mình á, nó không hẳn là thiện hoàn toàn, mặc dù mình là Phật tử, mình là người đang tu gì đó, nhưng mà chưa chắc là thiện hoàn toàn đâu. Khi mà chúng ta tu rất là giỏi á, tức là chúng ta hoàn thiện được cái thiện nghiệp của mình nơi tâm đó. Mình nghĩ cái điều gì thì điều đó cũng là thiện, mình nói ra điều gì điều đó cũng là thiện, và mình hành động gì thì cái đó cũng đã biến thành cái điều thiện hết đó. Thì người đó đã tu rất là lâu, tức là công phu tương đối dày rồi, chứ còn một ngày hai ngày chúng ta rất là khó. À, do vậy mà chúng ta thấy trong đời sống này, chúng ta thử nhìn trong đời sống này, tất cả chúng ta ở nhìn cái chiều bình thường, những cái người sống bình thường của chúng ta ở đây á, có những cái đoạn là mình có một cái đời sống rất là tốt đẹp, ha, tức là làm ăn ở đâu được đó hết, đi đâu cũng có người ta ủng hộ mình, làm công việc gì cũng thành công hết, được một đoạn. Rồi tới một lúc nào đó thì tự nhiên cái mình làm ăn đụng đâu thất bại đó, đụng ai cũng gây khó dễ cho mình, là bỏ vốn ra nhiều mất vốn hết, ha. Rồi một đoạn khác cái chúng ta làm ăn được trở lại, thì cái này là chúng ta nghĩ gì ta? Tức là cái đoạn tất cả những cái gì xảy ra trong cái đời sống này đều do nghiệp quả của mình hết. Cho nên cái giai đoạn mà chúng ta gặp tất cả những chuyện thuận lợi với mình á, thì cái đó là cái quả bảo lành mà do mình tích tạo từ nhiều đời kiếp trước. Bây giờ bắt đầu nó trổ quả thì giờ mình không muốn cái điều tốt đẹp tới, nó cũng tình tới với mình. Nhưng mà bây giờ tới cái đoạn có quả quá ác tới với mình rồi, mình làm cái gì mình cũng không tránh được. Tức là cái điều xấu, điều ác, điều mà hư đốn, điều trục trặc tới với đời sống của mình khiến mình phải vất vả một đoạn đó. Thì mình trả hết cái đoạn quả báo ác thì bắt đầu có đoạn quả báo thiện, đúng không? Thì giống như mình trong một tiếng đồng hồ thì mình suy nghĩ một số điều ác, thì một số điều ác đó mình sẽ nói một số điều ác, hoặc mình hành động theo một cái chiều hướng ác đó thì sẽ có một quả báo ở một nhân quả. Một đời nào đó chúng ta sẽ nhận lấy cái quả báo này. Và rồi một chút cái mình nghĩ được đoạn thiện, thì cái đoạn thiện này một đời nào đó chúng ta sẽ nhận lấy. Cho nên là trong kinh đó là cái nghiệp là cái quyến thuộc của mình. Quyến thuộc là cái gì nó gần gũi, nó kháng khích mà nó không có rời khỏi chúng ta. Hoặc là nghiệp là thai tạng mà chúng ta từ đó sinh ra. Thì có một chỗ khác Đức Phật nói là chúng ta đang sống trong cái đời sống hiện tại này là đang hưởng cái thành quả của cái nghiệp tập chúng ta đã gây tạo trong nhiều đời nhiều kiếp. Tức là ví dụ thấy á, ngồi đây chúng ta rất là đông người, không? Nhưng mà bây giờ nhìn coi cái mặt có ai giống ai không? Không người nào giống người nữa, dù là cha, mẹ, dù anh em ruột cũng không giống nha. Mà mỗi người có một cái mặt khác nhau á, thì chắc chắn là người đó có một nghiệp khác nha. Thì chúng ta hiểu được điều này rồi, nhìn cái mặt người ta không giống mình thì đừng có bắt người ta chống làm cái gì đó nó giống mình. Ngay cả cha con cũng vậy. Nhiều khi những cái ông cha, những bà mẹ cũng hơi khó khăn là bắt con phải giống mình, không giống được. Lý do là cái mặt nó không có giống cái mặt của mình. Tức là cái hiện nghiệp của họ không đồng với mình. Ví dụ như hai người đồng là một bác sĩ đi, nhưng mà mỗi người nó có một tay nghề khác nhau. Mặc dù xuất phát từ một trường lớp đó, học cùng một thầy xuất phát từ một trường lớp, nhưng mà cái giỏi dở của hai người nó khác nhau. Rồi là bạn đồng nghiệp á, nhưng mà không đồng. Nhìn bên ngoài chúng ta thấy nó có cái gì đồng, chứ bên trong hai người khác nhau hoàn toàn. Thậm chí cả hai chị em sinh đôi, hai anh em sinh đôi cũng vậy. Nhìn thì chúng ta mới nhìn sơ qua thấy gần như là họ giống nhau hoàn toàn, đúng không? Nhưng mà nhìn kỹ là cái tướng dạng họ có một cái gì sai biệt với nhau. Ví dụ như mắt không có khác thì lỗ mũi cũng khác, hay mũi cũng khác thì cái miệng cũng có một chút khác, hoặc lỗ tai cũng có chút khác. Hoặc là cái người càm lớn, càm nhỏ khác nhau thì vậy là bắt đầu có chuyện khác nhau. Cho nên khi lớn lên rồi hai người không thể làm cùng một việc được. Đó là cái thành quả mà chúng ta gây tạo nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ chúng ta ra ở cuộc đời này, chúng ta được sanh ở một cái gia đình sung sướng hạnh phúc, chúng ta được sanh ra ở một gia đình nghèo khó,
hoặc là chúng ta được sanh ra với cái gương mặt được đẹp đẽ tuấn tú, hoặc là chúng ta bị sanh ra đời với gương mặt hơi bị khó coi, hoặc là chúng ta sanh ra là thân thể khỏe khoắn lành mạnh, hoặc là chúng ta sanh ra là cái thân tật nguyền. Thì cái đó có nhiều khi chúng ta không hiểu về nhân quả nghiệp báo, chúng ta cho rằng đó là trời không có thương mình sanh ra để mình phải mang cái quả báo xấu. Nhưng thực sự không ai được quyền chọn lựa. Nghiệp nó là một cái gì mà ở ngay tại đây mình không thấy được, mình không biết nó là cái gì. Nhưng mà khi bắt đầu nó trổ quả rồi thì chúng ta không trưởng được, mà chúng ta cũng không chọn lựa được. Tức là cái thúc bách của nghiệp nó rất là mãnh liệt, nên đời chúng ta phải gần, có rất nhiều người gần như là có, phải nói là bó tay với nghiệp, bó tay với cái nghiệp thức của mình. Mà thực sự bây giờ khi sanh ra đời á, có những khi chúng ta ở đây là những người mà xa phương hết, mà đi từ Việt Nam mà tới bên đây á, ví dụ như chúng ta có một cái nhân duyên để gặp nhau ở đây nè, không phải tự nhiên được gặp đâu. Không phải do một động cơ là cái người này mời, do công của người kia mời, hay là do người này lo người kia mời rủ rồi tôi mới tới đây, hoàn toàn không phải như vậy đâu. Nếu mà chúng ta hiểu về nghiệp báo một chút á, thì chúng ta mới thấy rõ ràng là có một cái sự sắp xếp rất là tinh tế. Là chúng tôi nói về cái việc sắp xếp của nhân quả nghiệp báo, không có cái chiếc máy vi tính nào trên thế giới có thể so sánh được. Ví dụ nha, bây giờ chúng ta có gặp nhau ở đây, chúng ta có một ý niệm tốt với nhau, đơn giản có một ý niệm tốt thôi, thì vậy là nhân quả sẽ sắp xếp là cái ý niệm tốt này nó sẽ đến bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nữa chúng ta mới gặp lại. Thì gặp lại rồi á, chúng ta bắt đầu nói những lời tốt lành để chúng ta sẽ thân với nhau hơn một chút nữa. Và phải đúng ngày đúng giờ đúng phút đúng giây đó chúng ta mới gặp nhau ở đúng cái vị trí đó, nhân quả sắp xếp hết sức là quyền. Ví dụ như bây giờ trước đây khoảng một ngày quý vị có cái ý muốn gặp chúng tôi cũng không thể, không cách nào gặp được, tại vì cái nghiệp, cái nhân quả nghiệp báo chúng ta chưa đến lúc gặp nhau thì không gặp nhau được. Cho nên tất cả chúng ta có gặp nhau trong cuộc đời này, đã có cái duyên ngồi với nhau nói chuyện trong vòng 5-3 phút là rõ ràng chúng ta có cái nhân quả cũ, có một cái gì đó rồi. Tức là trong nhiều đời nhiều kiếp quý vị đã gặp tôi ở đâu trong cái dòng sinh tử này không biết. Là chúng ta cũng đã chia sẻ đạo lý cái gì với nhau rồi, cho nên bây giờ quý vị mới có thể chấp nhận ngồi đây nghe chúng tôi nói một tiếng nửa tiếng, chứ còn nếu không là không bao giờ, không bao giờ có chuyện này. Thì như vậy là nhân quả giữa chúng ta gặp nhau ở hồi nào thì mình không biết, nhưng mà sắp xếp cho đúng ngày này giờ này chúng ta phải gặp nhau tại chỗ này, thì đúng giờ đúng khác này chúng ta mới gặp được. Trước 5 phút chúng ta không gặp được, trước 1 phút chúng ta cũng không thể gặp được. Nên điều này để chúng ta thấy là cái nghiệp quả nhau rất là kỳ lạ. Hai người chẳng có hề quen biết gì với nhau đúng không? Ví dụ như bây giờ nói là mình có phước mình mới được đi ở một cái đất nước mà sống có một cái cuộc sống đời sống kinh tế khá hơn ở quê hương đất cội của mình. Nhưng mà không phải, nếu xét về nghiệp thì chúng ta đã có một cái nhân quả gì trên miếng đất này chúng ta mới tới đây sống được. Chứ không có tự động chúng ta không có tới đây được. Chúng ta ở đâu, chúng ta làm được cái việc gì thì rõ ràng nó có cái nhân quả cũ của mình hết. Chúng ta có quan hệ thuận hoặc là nghịch với bất kỳ một ai đều có một cái nhân quả cũ hết, chứ không phải tự nhiên, không tự nhiên được. Thật ra chúng ta không có hiểu nhân quả thì cái sự việc xảy ra tốt hay là xấu với mình có khi mình thấy nó có một sự phiền phức nào đó cho chính bản thân mình. Mình thấy cuộc đời tại sao mà mình phải gặp những chuyện rắc rối hoài. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được cái việc nhân quả nghiệp báo rồi thì mình phải thấy rõ ràng là trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta chưa có tạo được cái thiện duyên với nhiều người, mà chúng ta gây hấn với người ta nhiều hơn, chúng ta gây khó dễ với người ta nhiều hơn. Cho nên bây giờ mình đi gặp ai thì không thấy người nào giúp mình hết, mình thấy công việc của mình luôn luôn bị rắc rối trong đời này. Nếu mình biết được điều đó rồi chúng ta sẽ có một cái hướng định cho tương lai của mình. Thành ra cái lý nghiệp báo nó là một cái tính gì hết sức nhân bản, chứ chúng ta phải định hướng được tương lai của chúng ta tốt hay là xấu thì ngay tại đây chúng ta bắt đầu có cái quyết định cho mình liền. Bây giờ cả đời sống mình vất vả rồi, nếu mà đời sống chúng ta bị vất vả thì chúng ta biết rằng hồi xưa chúng ta đã tạo những cái quả báo không lành. Bây giờ muốn mai kia muốn nọ đời sống mình tốt lên thì bắt đầu mình chuyển cái nghiệp của mình ngay tại đây, thì mình sẽ thay đổi cái ý nghĩ, cái hành động, cái lời nói chúng ta theo một cái chiều hướng tốt đẹp để trong tương lai chúng ta sẽ gặt được cái quả báo tốt đẹp. Còn nếu không là chúng ta sẽ luôn luôn gặt những quả báo không lành trong đời sống này. Nếu chúng ta vẫn còn giữ theo cái nếp cũ, cái kiểu đụng đâu chúng ta cũng có thể hơn thua được, chúng ta không có
bao dung không tha, tha thứ không rộng lượng và không có đem lại cái lợi ích cho người khác đó, thì đời sống chúng ta luôn luôn gặp khó khăn. Và lỡ như trong chúng ta đây mà có gặp khó khăn rồi á, mà hôm qua chúng tôi có nhắc á, trong lúc mà trong cái đời sống này mà chúng ta có gặp khó, mà cái thiện tâm chúng ta đủ mạnh và cái việc thiện chúng ta đủ lớn, thì chúng ta lấn lướt được nghiệp ác, chúng ta lấn lướt nghiệp ác, chúng ta có thể vượt qua được cái nghiệp chướng của mình. Mà cái lúc mà chúng ta gặp việc khó, nếu mà chúng ta không biết tạo phước nghiệp á, thì chúng ta có thể bị quả báo nó nhận chìm mình luôn trong đời này. Thì đã có những người quý vị thấy cái phước báo chúng ta thấy rất là lạ nha. Có khi á, cái người có cái thiện duyên với Phật Pháp, thì quý vị thấy họ xảy ra một cơn hoạn nạn trong đời, cái họ được cái duyên họ hiểu Phật Pháp luôn. Nhưng mà có cái người không có cái thiện duyên với Đạo Phật á, khi xảy ra cơn hoạn nạn rồi họ ngã gục luôn. Thì điều này chúng ta gặp nhiều đúng không? Có những người xảy ra một cơn hoạn nạn gì đó trong đời mình, hoặc là nó bị bệnh hay là bị cái gì đó, gặp một biến cố cho đời sống của mình, thì tự động đời sống họ sau đó họ được tốt lên. Người nào mà không có thiện duyên Phật Pháp á, xảy ra một biến cố rồi chúng ta bị đọa lạc luôn. Thì nhất là những người Phật tử chúng ta thường hay xảy ra những chuyện này. Có những người cái duyên với Phật Pháp rất là lớn, thì chúng ta bị một cú sốc nào đó, thì tự động cái tâm chúng ta chuyển và chúng ta sống tốt hơn nữa. Nhưng mà cái duyên Phật Pháp chúng ta không tốt, chúng ta bị cú sốc, chúng ta bỏ trường chuyện, chúng ta bỏ đạo Phật. Thì điều đó để biết rằng cái thiện duyên chúng ta nó kém cỏi, để khi mà xảy ra một cái ác nghiệp nó sẽ dùi chúng ta sâu hơn. Và cũng chính cái nghiệp này mà nó làm chúng ta ngay trong đời sống hiện tại được tốt hơn hoặc là xấu hơn. Và trong cái dòng sanh tử luân hồi này á, chúng ta sẽ được thăng tiến hoặc là chúng ta bị đọa hạ xuống. Đó là cái nghiệp mà chúng ta phải thấy, nhìn cái mặt tổng quan nó là như vậy. Nhưng mà trong Đạo Phật thì có nói rất là nhiều cái dạng nghiệp á. Nghiệp rất là nhiều, ví dụ như là thiện nghiệp nè, là ác nghiệp, rồi định nghiệp, rồi bất định nghiệp, rồi tích lũy nghiệp, rồi nhất là cái cận tử nghiệp á. Cận tử nghiệp rất quan trọng. Nghiệp thiện nghiệp ác là chúng ta bàn nãy chúng ta biết rồi ha. Bây giờ chúng ta nói tới cái định nghiệp và bất định nghiệp nè, cái đồng nghiệp và cái biệt nghiệp nữa. Ví dụ như bây giờ nói về định nghiệp. Định nghiệp là cái gì nó xảy ra mà không thể thay đổi được thì được gọi là định nghiệp. Ví dụ như bây giờ chúng ta sanh ra làm người, thì chúng ta là cái nghiệp của người á, thì không thể thay đổi thành cái gì khác ngoài con người này, thì đó gọi là định nghiệp. Cả đời chúng ta là thành con người, không thể thay đổi được thành con gì khác, đó gọi là định nghiệp. Nhưng mà có một số khác với thầy nói là có một số cái việc xảy ra trong đời chúng ta không thể thay đổi được. Ví dụ như bây giờ mình có một cái tánh nóng rồi đó, cứ hở là chúng ta tức giận lên, hở là chúng ta sân si lên, thì cái mình nói người ta sao là cái tánh tôi nó hay nóng không thay đổi, thì cho đó là định nghiệp, đó là cái sai lầm, cái đó có thể thay đổi được. Tức là những cái điều mà có thể xảy ra trong cuộc sống này, cái hồi nhỏ chúng ta không có, bây giờ lớn lên chúng ta có, thì cái đó có thể thay đổi được. Ví dụ như bây giờ chúng ta sinh ra đời mà chúng ta bị mất một cánh tay, mất một cái chân, hay là chúng ta bị bệnh gì đó từ trong thai tạng mà đi ra luôn á, thì cái dạng đó là định nghiệp khó có thể biến chuyển. Còn nếu mà ra cuộc sống này chúng ta mới mang bệnh thì chúng ta có thể chuyển đổi được hết. Đó là cái định nghiệp nó không có phải là cái gì cố định thực sự. Theo một cái nhìn sâu ở trong Phật Pháp thì nghiệp chúng ta có thể chuyển, thì gọi là bất định nghiệp. Cho nên bất kỳ cái gì xảy ra trong đời sống này nó không có tồn tại mãi mãi, mà nó luôn lưu chuyển. Đó là dù đó là cái gì. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói có một cái bệnh nào được gọi là nan y, thì bên đông y người ta sẽ nhìn cái bệnh đó nó khác nhiều, khác rất là nhiều, không có cái gì là nan y bất trị. Thì nhất là cái phương pháp dưỡng sinh của mình ấy, là chưa có xem cái bệnh nào là nan y. Chỉ có một cái là nó đến với mình, tức là mình cái bệnh đó mà mình được tiếp xúc sớm hay là muộn. Nếu mà chúng ta còn kịp á, thì phương pháp dưỡng sinh còn kịp thì dù là bệnh gì cũng có thể chuyển hóa được. Tại tất cả các pháp đều không cố định. Cho nên hồi trước nó chưa có, bây giờ nó có thì chắc chắn nó sẽ mất đi, chứ nó không tồn tại mãi mãi với chúng ta. Thì tất cả những cái gì xảy ra, ví dụ như bây giờ chúng ta có cái tánh xấu là chúng ta thích ăn kẹo buổi tối đi. Nhưng mình biết rằng ăn kẹo nó bị hư răng, ví dụ vậy đơn giản hay thôi, thì chúng ta có thể bỏ ăn kẹo được, cũng không khó. Hoặc là chúng ta nghiện thuốc. Ở Việt Nam thì chúng ta có những người nghiện trầu, ví dụ vậy, thì cái chuyện đó nó không có khó. Đừng nói là nó trở thành nghiện rồi, chúng ta bỏ không được. Chỉ do là
chúng ta có thấy được cái lợi ích và cái tai hại của cái chúng ta đang nghiện hay không. Ví dụ như một người đang nghiện thuốc, nhưng mà họ thấy được cái giá trị của một người không hút thuốc như thế nào và các tai hại của cái hút thuốc tiếp tục như thế nào. Và một phen mà một người đó thấy rõ được cái giá trị và cái tai hại thì người ta sẽ tự bỏ, và không muốn bỏ thì sẽ được, không có cái gì là không bỏ được. Chúng ta ở trong cuộc đời này không có cái gì là cố định, và chúng ta phải hiểu cái điều đó thì gọi là bất định nghiệp, tức là nghiệp có thể chuyển được. Ví dụ như giờ chúng ta đang bệnh thì bệnh này được theo nhìn theo một cái chiều nào đó, nó là nghiệp đó. Thì chúng ta có thể chuyển nghiệp chúng ta. Ví dụ như chúng ta có một thói quen, nếu mà nói về dưỡng sinh đó, thì chúng ta có một thói quen ăn uống nào đó bây giờ chúng ta dẫn tới bệnh tật. Thì bây giờ chúng ta muốn chuyển cái bệnh này bằng cách là chúng ta thay đổi cái thói quen ăn uống của mình thì bệnh nó sẽ hết. Thì cái đó là khi mà đến nói tới điều dưỡng sinh, chúng ta sẽ nói nhiều tới cái chuyện này. Thì đó, bệnh nó được chia làm rất là nhiều đoạn, nhiều nguyên nhân dẫn tới bệnh tật. Trong một cái số nơi khác giảng một tí nữa, chúng ta sẽ phân tích nhiều 5-6 cái điều để dẫn tới bệnh tật, chứ không hẳn chúng ta bệnh tật là do cái nghiệp thôi. Thế này chúng ta muốn nói tới cái bất định nghiệp là cái có thể thay đổi được. Thật ra cuộc đời này không có cái gì là cùng đường bứt lối cả. Chúng ta phải thấy được điều này, không có cái gì bế tắc hoàn toàn mà không thể thay đổi. Cái gì cũng có thể thay đổi nếu chúng ta quyết tâm, và chúng ta có con đường tốt, con đường tốt, và chúng ta có được một hướng dẫn tốt, thì mọi cái chúng ta đều có thể chuyển đổi được. Thì cái đó gọi là bất định nghiệp. Còn cái dạng nghiệp gọi là đồng nghiệp và biệt nghiệp á. Ví dụ nha, ví dụ như bây giờ ở đây là nó đang cái thời tiết lạnh, thì tất cả chúng ta ngồi ở đây phải chịu cái không khí lạnh rồi là đồng nghiệp, đúng không? Nhưng mà trong cái số những người chịu lạnh này, có những người họ đủ phương tiện để họ không bị khổ về lạnh. Ví dụ người ta có mặc áo ấm hoặc là ở trong nhà kính, họ không khổ về lạnh. Thì đó là những dạng biệt nghiệp, tức là mỗi người mặc dù đồng chịu cái không khí lạnh đó, nhưng mà có người khổ, có người không khổ, thì cái đó gọi là biệt nghiệp. Hoặc là bây giờ trong một cái vùng chúng ta xảy ra một cái tai nạn nào đó, thì như vậy là có rất là đông người họ chịu cái chuyện này, nhưng mà có một số người họ không bị ảnh hưởng. Thì giờ trong cái gì chung đó, nó có một cái riêng, chung có cái riêng. Và tất cả những người bị cái nạn đó thì mỗi người có một cái nạn khác nhau riêng theo cái nghiệp của mình nữa, thì cái đó gọi là biệt nghiệp. Hoặc là bây giờ chúng ta thấy là chúng ta nói những cái chuyện lên bàn ăn thôi ha. Một bàn ăn dọn rất là nhiều món ăn ngon, nhưng trong đó có người ăn có cảm giác ngon, có người ăn họ thấy cảm giác không ngon. Và có người ăn về khỏe, nhưng có người ăn về bị đau bụng, bị sình bụng, bị nhức đầu, bị nóng lạnh v.v. Ví dụ như thế. Vậy là mỗi khi chúng ta làm việc gì chung mà nó có một cái thọ cảm riêng, có một cái thọ cảm riêng, để nó đem đến cái đời sống chúng ta riêng, nó không giống ai. Vì mỗi người nó có một cái nghiệp chắc chắn là đã khác nhau rồi, thì đó gọi là biệt nghiệp. Ví dụ như bây giờ chúng ta sống ở trên đất nước này, thì chúng ta thấy là mọi cái điều kinh tế nó rất là tốt đẹp. Nhưng mà rõ ràng khi mà mỗi một người đến ở nơi đây thì có người cực khổ để mới có thể có đồng tiền, nhưng có người làm công việc nhẹ nhàng có tiền, có người vất vả nhưng mà cũng có tiền, nhưng có người sợ làm công việc chúng ta thấy hết sức nhàn hạ nhưng mà còn có tiền. Thì cũng đó là mỗi cái dạng biệt nghiệp khác nha. Tức là trong tất cả chúng ta đây thì không ai có cái nghiệp giống ai, thì cái đó gọi là biệt nghiệp. Đồng nghiệp thì biệt nghiệp là như vậy. Chúng ta hiểu rằng là nói tới nghiệp thì nó rõ ràng là riêng tư của từng người, chứ nó không có đồng. Thì ngồi tại đây, ví dụ ngồi tại đây thì mỗi người một cái trình độ khác nhau. Thì chúng ta nghe hết một cái thời nói chuyện này thì có người thì chịu đoạn đầu, có người thì chịu đoạn giữa, có người thì thích đoạn cuối. Rồi có người thì chấp nhận cái chỗ này, có người thì không chấp nhận chỗ này. Thì đó là cái riêng của từng người, nó là như vậy. Thì đó gọi là biệt nghiệp. Nhưng mà cái nguy hiểm nhất là cái tích lũy nghiệp đó. Cái tích lũy nghiệp đó. Ví dụ như bây giờ cái chuyện chúng ta mỗi chiều chúng ta mỗi tối mỗi sáng chúng ta thích uống ly cà phê. Hồi đầu thì chúng ta chỉ uống trong cái thích thú là mình chủ động đi, mình thấy người ta uống mình cũng muốn uống theo thôi, nhưng mà uống chừng một tháng nó bắt đầu buổi sáng rồi chúng ta thấy không có chịu uống nổi. Thế là cái nghiệp chúng ta tích lũy đủ để có thể nó dẫn mình, mà mình không có kiềm chế được nữa.
tích lũy mỗi lúc nó mỗi đầy hơn. Ví dụ như cái tích lũy thứ hai là bây giờ chúng ta mỗi một lần chúng ta thấy là mỗi một lần chúng ta có một nghiệp, mỗi một lần chúng ta nghe là mỗi một lần chúng ta có một nghiệp. Thì điều này để chúng ta dè dặt trong cái thấy nghe của mình. Bây giờ mình thấy một cái gì đó, mình nghĩ rằng mình thấy rồi cái nó qua liền, mình không qua, chắc chắn là không qua. Hoặc là chúng ta nghe một âm thanh, nghe một bài nhạc, nghe một câu nói nào đó, chúng ta nghe xong rồi chúng ta nghĩ là nó là hết rồi, nhưng thực sự nó không hết, thực sự nó không hết. Ví dụ như bây giờ chúng ta nghe một cái âm thanh, ví dụ như là quý vị nghe cái tiếng nói của tôi thôi ha, nghe một cái câu nói nào của tôi nói ra thôi, thì nghe qua rồi thôi, mình cũng chẳng thèm để ý cái gì. Nhưng mà mai kia mốt nọ là quý vị sẽ nghe một âm thanh phát của một cái nhà nào đó, cái tiếng giống giống là quý vị để ý, à cái tiếng này là tôi nhớ hôm trước tôi có nghe ai, nghe ông thầy này hay nghe ông nào đó nói nó quen 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 quen, à mới nhận ra đó là cái âm thanh của ông thầy đại hải nói, ví dụ vậy. Nhưng mà cái hồi chúng ta nghe chúng ta không có để ý, cũng như bây giờ chúng ta nhìn thấy một cái bông đẹp vậy thôi, người tới qua qua liền, thì rồi mình cũng đi quên năm tháng bảy tháng. Nhưng mà khi chúng ta gặp lần bông hoa giống như vậy thì chúng ta liền nhớ là à cái bông này nó đẹp, nhưng mà không bằng cái bông trước mình thấy. Một cái rất là vô tình, trong cái thấy, cái nghe, cái hay biết, chúng ta là từng cái một là chúng ta đã quân tập vậy. Thật ra cái tích lũy nghiệp là cái gì nó hết sức hệ trọng trong đời sống này của mình. Cho nên một người mà tu á, họ dè dặt không tạo nghiệp mới bằng cách là họ không để cho cái tai của mình nghe những cái âm thanh, những cái lời nói không tốt, để nó gieo vào lòng mình những ý nghĩa không tốt. Chúng ta không quen nhìn những cái hành động xấu ác, nhất là những đứa bé, những đứa trẻ mới lớn lên đó. Thường thường những người lớn gìn giữ không cho nó chơi những cái trò chơi mà mang tính cách ác, ví dụ như chơi game mà bắn giết nhau đó, hân thua với nhau đó, thì nó sẽ gieo trong lòng của nó cái ý niệm hân thua đó. Thì mai game muốn nó lớn lên rồi thì sự việc xảy ra với nó là nó chỉ nghĩ tới cái chuyện phải giết, phải chém thôi, chứ tại vì nó quân tập quen cái thói đó rồi, quân tập quen cái thói đó. Và ví dụ như chúng ta nghe, cho nó nghe những cái chuyện mà thương yêu tha thứ, ví dụ người này lầm lỗi người kia có thể tha thứ để giúp ích rồi, ví dụ vậy, thì lớn lên nó quen theo cái hướng đó, để rồi khi mà gặp một cái chuyện hân thôi với nó cứ nghĩ cái chuyện phải tha thứ giống giống như cái chuyện mà hồi nhỏ nó được cha mẹ nó cho nó xem hay là có dạy dỗ nó một điều gì đó. Thì ra cái tích lũy nghiệp của con người nó hết sức quan trọng, tùy theo cái môi trường, tùy theo hoàn cảnh mà làm con người đó từ xấu thành tốt, hoặc là có những môi trường, những hoàn cảnh làm người nó từ tốt thành xấu. Tích lũy nghiệp nó sẽ dần dần sẽ biến cải cuộc đời chúng ta. Ví dụ như chúng ta ở trong một hồi nhỏ lớn thì chúng ta chưa có được ở trong môi trường tốt, cho nên là cái đời sống, những cái suy nghĩ, việc làm chúng ta theo một chiều hướng rất là xấu. Nhưng bây giờ chúng ta lớn lên, chúng ta được có cái duyên ở một môi trường rất là tốt đẹp, sống thương yêu trương tợ, giúp đỡ lẫn nhau, luôn nghĩ về cái việc phải làm lợi ích cho người khác. Dần dần chúng ta quen, chúng ta tích lũy cái đó để quen trở thành cái thiện nghiệp xảy ra trong lòng chúng ta. Đó, do đó mà cái người tu họ hết sức dè dặt trong cái thấy nghe của mình. Nếu là một người biết tu, một người khéo tu thì họ sẽ gìn giữ cái đời sống của họ theo một chiều hướng tốt đẹp, để họ không có bị cái quả báo xấu sau này. Chúng ta khéo để tích lũy những ý niệm thiện, những ý niệm tốt. Chúng ta nhìn, chúng ta nghe, chúng ta tiếp xúc, hoặc là tự mình suy nghĩ, thì mình cũng gắng giữ cho cái tâm mình đi theo một cái chiều thiện. Và nếu một người mà toàn thiện rồi thì đời sống họ rất là an lạc. Nhưng mà người nửa thiện nửa ác thì chúng ta có một khúc an lạc, có một khúc bất an. Cho nên là cái chuyện mà chúng ta phải thấy là nghiệp như vậy. Cho nên trong cái việc tích lũy của mình, và cái tích lũy này á, nó có một cái điều rất lạ là chúng ta thấy á, một khi chúng ta thấy một ý niệm á, như cái trong duy thức học nó nói là mỗi lần chúng ta thấy, mỗi lần chúng ta nghe là chúng ta quân được một chủng tử nghiệp thức, quân một chủng tử nghiệp thức. Rồi khi chúng ta thấy lại có một duyên tương trợ, ví dụ như bây giờ chúng ta thích một cái điệu nhạc của một ca sĩ nào đó, chúng ta nghe qua một lần rồi mình trong tâm mình cảm thấy thích thú rồi thôi, không có duyên nghe lại. Nhưng mà mai kia mốt nọ chúng ta chỉ cần nghe dạo đời bản đó là bắt đầu mình cuồn cuộn khởi ra cái bản nhạc đó liền. Tức là một lần chúng ta nghe qua thôi nó đã tích lũy rồi. Thì bây giờ chúng ta nghe trở lại lần thứ hai, thì trong tất cả những ý niệm chúng ta nó ùng nó khởi ra cái điều tương tự như vậy, để nó thích cái sự thích thú sâu sắc hơn. Tức là ở trong tâm chủng tử khởi lên thành hiện hạnh,
và cái hiện hạnh nó tiếp tục quân thành chủng tử mới. Thì vậy là trong tất cả những thấy ngang của chúng ta, nếu mà nhìn ở một cái chiều nào theo cái chiều nghiệp đó, thì rõ ràng là trong từng cái thấy ngang để tiếp tục quân đi vào sanh tử tiếp tục, chúng ta không dừng được cái nghiệp này, và phải nói là rất là khó dừng. Thật ra nói tới nhân quả nghiệp báo là chúng ta thấy nó rất là miên man, rất là khó. Có những cái mà chúng ta mới nhìn thấy trong cái đời này về cái quả báo thiện ác của mình đó. Có những khi chúng ta nhìn thấy người đó phải chịu khổ đau với một người bên cạnh, ví dụ hai vợ chồng, chồng hành hạ vợ hay là vợ sai xử chồng gì đó, một người ở bên nhà bên chúng ta thấy rất là khó chịu, không biết tại sao cái bà đó phải chạy, bà phải chịu, phải chịu khổ như vậy hoài. Mình nhiều khi mình thấy mình cũng tức tối, nhưng mà người kia là rời không được, tại vì cái nghiệp đó, với nhau nó chưa hết, nghiệp với nhau nó chưa hết. Với những người chúng ta thấy là có cái bệnh kéo dài, phải hành hạ họ trong giường bệnh kéo dài rất là lâu mà họ không chết. Với những người bệnh nhẹ nhẹ cái họ đi, tại vì là cái nghiệp là người của họ chưa tới giai đoạn để có thể chết đó. Dù họ bệnh cỡ nào họ cũng phải lê hết cái đời sống của mình. Có những người chúng ta thấy là lê lết ngoài đường, ngoài xá, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, không có nhà, cửa để ở, vậy mà họ vẫn kéo dài mạng sống của họ. Có những người sống giàu có, sung sướng mà tự nhiên ngã lăn đùng ra chết à, chúng ta thấy gặp rất là nhiều những chuyện như thế. Thì nếu mà chúng ta không hiểu về nhân quả nghiệp báo thì chúng ta sẽ thấy nó có một cái gì nó bất công. Tại sao người đó đang hưởng mà không để cho họ hưởng, còn cái người đang khổ thôi phải cắt đứt ngang nó đi. Thì chúng ta thấy nó có một cái bất công đó. Nhưng cái nghiệp làm người của họ, họ phải trả một cái đoạn nhân quả nào đó chưa đến, chưa hết thì họ phải kéo dài. Cái nghiệp quan trọng của mình là cái nghiệp cận tử. Cái cận tử nghiệp hết sức quan trọng cho tất cả mọi người. Chúng ta thấy là tới giai đoạn cuối, ví dụ như một người cả đời làm thiện nha, nhưng mà cái lúc mà chúng ta chuẩn bị lâm chung á, mà chúng ta khởi ác nghiệp, nó sẽ dẫn chúng ta đọa con đường ác. Còn nếu mà lúc lâm chung cái thiện nghiệp chúng ta còn gìn giữ thì chúng ta có thể đi con đường lành. Hoặc là bây giờ một người mà hồi đó giờ chưa có quen làm thiện, sống đời sống bình thường, nhưng mà tới cuối đời họ nghĩ được cái điều tốt thì họ cũng có khả năng đi con đường lành. Thì đó là những chuyện trong nhân quả mà chúng ta thấy rất là nhiều. Vì vậy mà có những khi á, cái người tu chúng ta nó không có giữ bình tĩnh trong giai đoạn cuối thì nó sẽ dẫn chúng ta đi con đường xấu. Vì vậy mà cái người biết tu á, và trong kinh điển Đức Phật dạy là chúng ta phải cố gắng gìn giữ cái giai đoạn gọi là cận tử, tức là cái phút cuối. Phút cuối thì thứ nhất là người nhà phải biết cách để mà gìn giữ người thân của mình, phải biết nhắc nhở, tốt nhất là nên cho họ nghe những cái bài giảng, những câu kinh á, để soi dịu tâm hồn người già sắp mất ấy. Để soi dịu họ cho được, chứ nếu không sẽ dẫn để cho họ mà đi theo một cái chiều tâm thức cũ. Tới giai đoạn cuối thì cái lúc mà tứ đại chuẩn bị phân ly ấy, thì những cái ý nghiệp cũ nó trào lên, và khi nó trào lên người đó không giữ được bình tĩnh đi theo cái chiều hướng cũ là sẽ bị đọa. Đó là cái điều hết sức quan trọng. Và hôm qua chúng tôi nói là cái cận tử mà nó tới giai đoạn cuối ấy, thì cái người nhà phải biết khéo nhắc ấy. Trước khi họ chết phải nhắc nhở. Ví dụ như bây giờ ở cuối đời mà chúng ta có hận thù ai thì nhắc khéo bỏ đi, khéo bỏ trước khi tức thời đại cuối cùng. Hoặc là chúng ta có thương ai quá thì chúng ta cũng phải nhắc thức đi để cho nó được bỏ. Hoặc là chúng ta còn có tâm luyến tiếc gì đó, hoặc là chúng ta còn cái gì hứa hẹn mà chưa làm xong thì chúng ta cố gắng phải làm ở giai đoạn cuối. Chỉ cần chúng ta có cái người hứa gì đó thôi mà chúng ta chưa làm được, chúng ta luyến tiếc đó. Có nhiều khi nằm hoài trên giường bệnh thương tiếc thì chúng ta không đi được, thì khó ra đi. Cho nên cái cận tử đối với tất cả chúng ta đều là những cái gì nó hết sức là quan trọng. Một người mà khéo tu tập là họ sẽ gìn giữ được những cái điều này cho chính mình. Thì gìn giữ làm sao để mà ngay trong cái giai đoạn cuối của mình ấy, người nhà mà nhất là những người Phật tử tu tập của chúng ta mà được một cái thiện nghiệp lành rồi, đã sống trong một đời sống để chúng ta sống được tốt với nhau, chúng ta đã giúp ích được nhiều người, tức là phước nghiệp chúng ta nó lớn, thì tới giai đoạn cuối ấy, giống như trong kinh mà có một lần có một
Thì kêu hỏi Đức Phật là ngày Mahanam á, ngày hỏi Đức Phật là con bây giờ con mới được gặp Đức Phật, mới có y một tuổi con lớn rồi, nhưng mà lỡ con đi đường con gặp tai nạn, hồi xưa thì cọp thú rồi rất là nhiều, mà lỡ con gặp cọp nó cắn con chết, hay là con gặp một chuyện gì con sẽ chết bất đắc kỳ tử, thì con sẽ xong vậy không? Lúc đó Đức Phật đưa cái tay nghiêng nghiêng thế chiều này, Đức Phật ví dụ nó bây giờ nếu mà một cái cây nghiêng như thế này, như lỡ có một cơn gió thổi làm nó bứt gốc thì nó ngã theo chiều này, thì ngày nó là ngã theo cái chiều nghiêng, ngã theo cái chiều nó đang nghiêng, thì Đức Phật nói cũng vậy á. Tức là nếu mà ông mới có đi vào Phật pháp, tâm ông nó đầy đủ cái thiện nghiệp á, tức là thiện nghiệp của ông lớn, thì khi mà ông bỏ thân mạng này ông sẽ theo cái thiện nghiệp đó mà sanh cảnh giới lành. Còn nếu mà ông nghiêng về cái nghiệp ác, có nghĩa là bây giờ ông dùng quy y tam bảo rồi, nhưng mà trong cái thân của ông vẫn còn hành động ác, cái lời nói ông vẫn còn nói để gây đau khổ người khác, hoặc là ý ông còn nghĩ tới cái chuyện phải hãm hại người khác, tức là còn tác cái ác nghiệp này, thì khi ông bỏ thân mạng này á, thì ông sẽ đi theo cái chiều ác, tức là bị đọa lạc trầm luân, phải chịu bị đọa lạc trong sanh tử. Thì là nói tới nghiệp thì chúng ta mới thấy rõ ràng là nếu mà một người học Phật mà tốt á, thì ngay từ đầu là chúng ta sẽ hiểu biết và chấp nhận được một điều á, là nó sẽ có một cái quả báo thiện ác với nhau, và cũng cũng có những cái gọi là cái hiện hiện báo của nghiệp của mình, hoặc là những cái gọi là cái hậu báo. Những hiện báo là cái gì? Ví dụ như bây giờ là hồi nhỏ là chúng ta sinh ra chúng ta là có học hành đàng hoàng, thì lớn lên là thứ nhất là chúng ta sẽ có cái sự hiểu biết, chúng ta sẽ có nghề nghiệp, đúng không? Gọi là cái hiện báo, tức là những cái mà nó xảy ra trong đời này, có những cái mà chúng ta làm là trong đời này chúng ta hưởng, thì cái đó gọi là hiện báo. Nhưng mà nghiệp nó cũng có cái gọi là hậu báo. Hậu báo tức là cái chuyện sẽ xảy ra trong đời kiếp này, qua đời kiếp này, qua đời sau mình mới hưởng. Ví dụ như có những cái chuyện mà ngay trong cái thời điểm này chúng ta làm phước, chúng ta giúp người, nhưng mà mình chưa thấy cái quả báo đến với mình, nó sẽ đến ở một cái đời kế tiếp gọi là hậu báo. Còn sanh báo là những cái chuyện nó xảy ra trong nhiều 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 kiếp nữa, cái quả báo chúng ta sẽ tới trong nhiều nhiều đời nhiều kiếp sau. Thành ra nói về nghiệp á, cái quả báo thì chúng ta sẽ nhìn lại một số việc, nó có khi những cái việc chúng ta làm là nó có quả báo ngay trong đời này liền, trong cái việc chúng ta học hành, trong cái việc chúng ta sinh hoạt ăn uống, nó xảy ra cái đời sống chúng ta về cuối, cái thiện báo chúng ta trong cuối đời là chúng ta được sống nhàn hạ, hoặc là cuối đời chúng ta sống vất vả. Trong cái sinh hoạt của chúng ta, nếu mà chúng ta sinh hoạt tốt thì cuối đời chúng ta được nhàn hạ theo cái chiều hướng tốt, còn nếu chúng ta làm theo chiều hướng xấu thì cuối đời chúng ta bị vất vả nhân tương, thì là cái đó gọi là cái hiện báo. Có những khi là chúng ta đang sống như vậy, nhưng mà qua một cái giai đoạn xảy ra một cái chuyện mà chúng ta lỡ tạo những cái điều ác lớn quá, thì cái quả báo nó sẽ tới liền với mình. Ví dụ như mình bây giờ mình làm quả báo lớn là cái gì, là trộm cắp, hay là chúng ta phạm luật thì chúng ta bị quả báo liền là bị ở tù. Đó là hiện báo rõ ràng hơn. Thật ra có những cái nó xảy ra ngay trong đời này, nhưng mà có những cái nó sẽ qua đời sau, nó qua đời sau thì đó gọi là hậu báo. Còn sanh báo là có những cái chúng ta tạo đời này, nhưng mà nhiều đời cái chuyện đó mới xảy ra, thì đó gọi là hậu báo. Thì nói tới nghiệp là nó có những cái như vậy để chúng ta có thể hiểu. Thì ở đây chúng ta nói tới cái trả lời tiếp cái câu hỏi này á. Câu hỏi này là tại vì cái bệnh là nghiệp, thì nó cũng là một cái biểu hiện. Nhưng mà cái nghiệp bệnh của chúng ta nó cũng có cái chuyện hiện tại và cái chuyện quá khứ nữa. Chuyện quá khứ thì ở ngay đây hiện tại này nó có nhiều cái ảnh hưởng. Thứ nhất là cái gì, là thời tiết nữa. À, thời tiết thay đổi bất thường khiến cho cơ thể chúng ta nó không có thích ứng thì chúng ta cũng thành bệnh. Ví dụ như đang nóng vậy, lạnh, có khi chúng ta bị sổ mũi, chúng ta bị nhức đầu liền, thì đó là cái thời khí, cái bệnh do thời khí, thì bệnh này nhẹ. Một cái bệnh thứ hai nữa là do cái môi trường sống của mình. Ví dụ như chúng ta sống trong một cái môi trường ô nhiễm, thì chúng ta dần dần chúng ta tiếp xúc với cái môi trường ô nhiễm đó thì nó cũng thành bệnh. Một cái điều thứ ba nữa là do cái sinh hoạt của chúng ta nó không có điều độ. Tức là chúng ta thay vì cái giờ mà người ta thức á,
thì mình lại ngủ, bây giờ người ta ngủ thì mình lại thức, ví dụ vậy. Hoặc là có những công việc làm nó quá với cái sức của mình, thay vì ngày mình làm 8 tiếng thì mình làm tới 10 tiếng, 12 tiếng mà liên tục như vậy thì sức mình nó cũng kiệt, nó dẫn tới mình. Hoặc là bây giờ chúng ta ăn uống mất tối còn dính tới dưỡng sinh rồi ha, ăn uống. Thì ăn uống nó cũng có cái nghiệp nữa, có cái nghiệp là chúng ta ăn quen mà nhịn không quen, nó cũng thành bệnh. Có những cái ví dụ như bây giờ một người bình thường là bị đau nhất, thì mình nói là đau nhất là do chúng ta ăn một cái số lượng đồ ăn nhiều, và chúng ta một là chúng ta uống nước nhiều nè, hai chúng ta ăn đồ ngọt nhiều thì nó sẽ gây đau nhất hoài không hết, đừng có uống thuốc rồi nó giảm một chút rồi nó đau lại. Thì giờ kêu khuyên chúng ta ít uống nước và chúng ta đừng ăn đồ ngọt thì chúng ta nhịn không được, khác là uống gần gần cũng là những ly to như thế này, rồi thèm thì cứ ăn đường, ăn chè, ăn trái cây, ăn đồ ngọt, thì cái bệnh đau nhất không cách nào hết với mình. Thì cái nhịn không được đó cũng là một cái dạng nghiệp của hiện tại này. Rồi một cái dạng bệnh nữa là do chúng ta xúc phạm tới thần linh, nhưng ở đây thì chúng ta ít có gặp. Có những cái chuyện mà gần đây chúng tôi hay kể đi kể lại hoài, những chuyện xúc phạm thần linh tôi gặp trước khi tôi qua Việt Nam, thì cũng phải hơn trong năm có một cái chuyện. Có một anh đó thì cũng nhậu hay nhậu nhẹ, thì cái nhà anh ở bên cạnh một cái đình đó là gần chùa Long Hương đó. Bữa nên nhậu sai, mấy anh làm cái gì tôi cũng không hiểu nữa. Thì đêm đó tự anh lấy dây anh treo cổ thì gãi gần cây đi, không chết thì tính đường khác. Thì tới cũng gần sáng, 4-5 giờ sáng vậy đó. Anh kiếm con dao trành anh tự đâm mình. Thì cái bên cạnh nhà cái thằng bạn nhậu quá, mới nhậu xỉn, mới sáng nó thức dậy nó nghe vô nó cũng làm sao, hay sao vẫn sáng ngủ với ai mà sớm quá. Anh chạy qua anh coi thì thấy anh này anh cầm hai cái dao, hai tay cầm mình cái dao này nè, vừa đâm mình mà vừa la vô này, nó chạy cho nó giật cái dao đó ra. Thì giờ cái dao trành nó đâm không có lủng ruộng, thì giật dao qua thì giả bộ dỗ anh cũng giả bộ anh nằm ngủ, nhưng mà đợi này về rồi bắt đầu thức dậy lục trong nhà, cuối cùng kiếm được một cái lưỡi dao lam. Dao lam thì tự rập cái bụng mình, rập bụng mình thì la lên thì bắt đầu người ta cấp cứu đưa cho bệnh viện. Lúc đưa bệnh viện đó thì mổ may rồi, nhưng mà anh cứ móc, tự móc để banh ra trở lại, thì bác sĩ mới trói tay trói chân lại. Và luôn luôn là nói là tao phải đi về, tao về để thôi, là nó bắn tao tùm lum thôi. Có nghĩa là nói chuyện không còn bình tĩnh. Trải qua 2-3 ngày như vậy á, cứ mà buông tay ra là cứ móc, buông tay là cứ móc thôi, chứ không có để cho cái vết thương nó bình thường. Mà bình thường đó là mình đau dữ lắm, nhưng mà ảnh lúc đó không có đau đôi hết. Cứ móc banh ra, bác sĩ mai đi mà lại 2-3 lần. Thì cái lúc đó mà chị ảnh mới lên chùa hỏi tôi cái chuyện gì xảy ra, tôi nói là chị là có tập kẹo gì mấy hình da phần nó là bệnh rồi, thì thôi bây giờ là mua mâm trái cây lên đình á, thì xin lỗi người ta, xin nếu các vị, nếu mà cái anh nói tên đó gì đó thì cách đây mấy hôm nếu mà có xúc phạm cái điều gì thì xin các vị cũng tha thứ giùm, nếu mà hết bệnh thì vậy mình sẽ cúng một cái mâm gì đó để mình giống như đền ơn vậy đó. Thì lúc đó là từ bệnh viện huyện trở lên bệnh viện tỉnh Đồng Nai thì nó cũng giật nó mất như vậy. Thì khi mà lên tới bệnh viện Đồng Nai là khoảng 7 giờ thì dưới này là 7 giờ có bắt đầu có cúng. Thì vô bệnh viện Đồng Nai cũng tiếp tục trói nữa, bác sĩ cũng không chịu nổi, cũng trói cột nó lại. Anh la, anh hét, anh giải dùng ra để bứt cái vết thương ra chứ không có gì. Thì lúc này chị này cúng á. Bữa đó tôi cũng dặn kỹ là khi lên cúng xong rồi về không được mình đứng nó nói gì thêm. Nhưng mà chị này ở sớm thì cũng nhiều người biết tới, cho nên thấy chị mà bưng đèn lên cúng, người ta cũng chạy lên chơi rồi người ta hỏi thăm là làm gì giờ này, bưng mâm đồ lên đình cúng, thì chị cũng đứng cho chị kể. Thì chị vừa kể là Hùng em chỉ là bị vậy đó, vừa kể chưa có hết lời là như một cái cây thọc vô họng mà không nói được câu nào luôn. Chị bắt đầu chị mới nhớ, chị mới chạy về chỉ điện thoại lên chùa cho nó là muốn xong. Tự nhiên con kể chuyện đó, tôi nói là hồi nãy tôi đã dặn rồi là không được nói chuyện trên đó, thôi thì bây giờ cứ đổi bình thường, điện lên trển hỏi lần sau thì
khi điện lên đỉnh là nó bắt đầu nó hết giật vụ rồi, đúng là biết đau rồi. Ba ngày hôm nay là bắt đầu thấm đau rồi, thấm đau thì anh bắt đầu nó ân hận cái việc làm của mình đó, cúng giấy là hết liền. Thì nó có những cái bệnh mà thuộc cái dạng thần linh, tức là xúc phạm tới thần thánh, xúc phạm tới thần thánh một cách vô tình trong lúc anh xỉn thôi, nhưng mà các vị không buông hay thì nó cũng thành bệnh. Người có một cái dạng bệnh mà tôi gặp ông cái đây cũng khoảng 7-8 tháng rồi, có một cô nữ là đã hơn 21 năm là bị ra máu ở âm hồn của mình, liên tục ngày nào cũng ra. Hồ sơ bệnh của cổ đem lên tôi là cân chắc cũng khoảng 400 kg vậy, và nằm tất cả các bệnh viện, mỗi bệnh viện đều có khám cái này cái kia hết, chồng hồ sơ dày. Thì tôi nhìn cô tôi biết là không phải bệnh do thân thể nữa rồi, nhưng mà mình chưa có tìm ra được nguyên nhân. Thì mời người nói chuyện một hồi, tôi cho đưa ly nước cho cô uống, thì cô uống xong á thì cô thấy khác trong người. Thì không phải thần thánh gì nha, tại vì người ta tin thôi, cái niềm tin nó thay đổi cái cục diện chứ không phải là thần thánh gì. À rồi tôi ngồi tôi kể, tôi hỏi chuyện một hồi thì cô mới kể ra là cô nhớ là cái hồi cô 19 tuổi á, thì trước cửa nhà thường thường có cái bàn thông thiên, cái bàn mà cúng ngoài trời á, thì cạnh nhà cô có một cái bà đó, bà cúng một trái dừa, cô thích quá cô quên trái dừa cô uống đó. Và bắt đầu bị luôn tới nhà cúng này là 21 năm rồi. Thì giờ sau đó chúng tôi làm địa chỉ cách ăn uống rồi xong xuôi rồi cho uống ly nước, là cổ nói là uống ly nước thì sau 5 phút cái chuyện đó nó hết, và bắt đầu từ đó hết luôn tới giờ phút này. Nhưng mà tôi bắt là phải về mỗi tối á, là lấy một cái dừa đem cúng trước bàn thông thiên của chính mình, thông thiên của nhà là cúng xin lỗi. Thế là hồi đó mình không biết á, mình lỡ lấy trái dừa mình uống. Thì bây giờ là xin lỗi, tức là cúng để trả lại, trả cái trái dừa đó lại, và xin các vị tha thứ giùm. Liên tục thêm tới giờ này hết, không tái lại cái bệnh đó nữa trong 24 năm. Thành ra chúng ta thấy có những cái bệnh mà chúng ta xúc phạm thần thánh, chúng ta bị bệnh chúng ta không hay, mà những cái bệnh mà thuộc về cái dạng mà sinh lý á, thì chúng ta trị theo kỹ sinh lý. Có những cái dạng bệnh mà thuộc cái dạng tâm lý nữa, không dạng tâm lý thì chắc cũng nhiều người biết rồi. Ví dụ như bây giờ á, có những cái dạng bệnh tâm lý mà nó ảnh hưởng tới sinh lý. Như chúng ta trong một đêm nay chúng ta buồn, có khi bao tử chúng ta bị lủng liền sáng ngày hôm sau. Thì có những người mà cái suy nghĩ nó tác động trực tiếp tới đường ruột bao tử của chúng ta qua một cơn buồn thôi. Cái chuyện mà người ta buồn mà bạc tóc thì mình nghe rồi không, nhưng cái buồn ở trong y học của đông y nó cũng có nói, có một số người rất là bình thường, nhưng một đêm buồn người khác là tới sáng đau dữ dội chở cấp cứu là lét bao tử, có người xuất huyết bao tử luôn, hoặc là đường ruột bị viêm luôn trị không được. Thì đó là một dạng tâm sinh lý, biến động tâm sinh lý. Thật ra là bệnh nó thì cũng do nghiệp á, nhưng mà có những cái nó cũng do tác động của đời sống. Là thường là những cái buồn thương giận ghét chúng ta có thể tác động trực tiếp tới cơ quan nội tạng. Các chỗ khác chúng tôi có nói là tùy theo cái tâm trạng của mình mà xảy ra những cái ý niệm tương đồng để nó có một cái sự tác động ngược lại cơ quan nội tạng của mình. Cái buồn của mình ảnh hưởng trực tiếp tới bao tử và đường ruột. Ví dụ như bây giờ mình có một ý niệm buồn xảy ra, cái tự động mình thấy mình ăn không ngon đúng không, mình làm biếng ăn, cái ta hỏi sao không ăn, cái nó buồn quá ăn không được, thường là như vậy. Nhưng mà chúng ta đâu biết là theo cái nhìn của y học đó, là mỗi khi chúng ta tác ý mà buồn á thì chúng ta bị tiêu hao cái năng lượng điều tiết hệ thống thần kinh bao tử của mình, và cơ thể chúng ta không chịu mất năng lượng, cho nên nó buộc nó hút cái khí từ bên ngoài vào để bù đắp cái năng lượng vừa tiêu hao đó. Thì vậy là cái cơn buồn đó nó ảnh hưởng cái hệ thống thần kinh của bao tử, thì nó hút cái khí âm vào làm lạnh bao tử chúng ta đầy hơi lên, là mình không muốn ăn nữa, lúc nào mình cũng thấy đầy phải lạnh, nó không tiêu quá. Thì giải thích theo kiểu đồng y nó có một cái tác niệm đó, một ý niệm buồn nó xảy ra trực tiếp tới cơ quan nội tạng của bao tử của mình. Rồi ví dụ như bây giờ một cái ý niệm nóng giận của mình, một người mà đụng chuyện hay sân hận hay tức tối hay quạo hay cọc á,
thì nó xuất phát từ cái gan của mình. Và nếu mà cái gan chúng ta có vấn đề thì chúng ta hay nóng hay cọc, mỗi lần chúng ta hay nóng hay cọc thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới gan. Chỉ là những ý niệm phát ra nó xuất phát từ cái gốc là gan, nhưng mà chúng ta phát ra ý niệm rồi là tiếp tục làm cho gan đau nặng thêm. Do đó chúng ta nóng giận thì ảnh hưởng trực tiếp tới gan. Còn cái ý niệm mà sợ hãi của mình thì ảnh hưởng trực tiếp tới thận. Cái vị nào mà có cái việc mà trong đời mình nó có làm một cái điều gì á mà chúng ta sợ á, không, ví dụ như bây giờ chúng ta chuẩn bị đi lên nói chuyện trước công chúng mà chúng ta chưa quen, chúng ta sợ sợ thì chúng ta ra vô nhà vệ sinh biết. Và nếu mà sợ quá thì ha, ví dụ như một người nào bị mình hù sợ quá thì ha, tè luôn tại chỗ. Cho nên ý niệm sợ nó tác động trực tiếp tới hệ thống thần kinh điều tiết thận của mình, tức là một ý niệm sợ phát ra làm tiêu hao cái năng lượng điều tiết hệ thống thần kinh thận, và lúc đó nó sẽ hút cái khí thận, hút cái khí từ bên ngoài vào. Cái điều này không biết sau này khoa học nó sẽ chứng minh được, thì làm lạnh cái khí thận chúng ta khiến chúng ta phải đi tiểu. Hoặc là bây giờ có một hồi xưa trong lịch sử có những người mà chọc người kia tức chết, tức là cái út cái tức của mình á là nó sẽ loạn nhịp tim liền tại chỗ. Không có, có ai có bị tình trạng này chứ, có ai bị chọc tức mà loạn nhịp tim chứ, và tức quá là học máu chết. Ở trong cái chuyện Tào Tháo hồi xưa cũng có nhiều người chọc nhau để cho học máu chết tâm quá, và rất là nhiều người. Rồi cái tức và cái mừng, cái vui của mình á, và cái lo âu của mình á, ví dụ như mình một người nào mà để ý họ lo lắng nhiều á, lần lần cái khí thở của họ bị ngắn lại, họ không hay, và nó ảnh hưởng trực tiếp tới phổi. Cho nên một người mà đã đau phổi rồi là phải làm sao sắp xếp công việc để cho họ đừng có lo lắng nhiều. Mình lo lắng nhiều không thể trị hết cái bệnh phổi của mình. Cho nên là mỗi một cái dạng ý niệm xảy ra ở đầu á là nó ảnh hưởng trực tiếp tới cơ quan nội tạng. Thành ra cái hỉ nộ ái ố của mình nó cũng gây bệnh chứ không hẳn là nghiệp. Cho nên là bệnh mỗi khi mà chúng ta đã kiểm tra lại tất cả mọi điều như thế này mà chúng ta phải tìm ra được cái nguyên nhân chính của nó thuộc về cái dạng nào á thì cái bệnh dễ trị. Còn nếu mà chúng ta không tìm hết những cái nguyên nhân của bệnh á thì cứ bệnh là chúng ta cứ cho uống thuốc để đè cái bệnh, mong chờ để cứ được gặp người đó, mà chúng ta không gặp được nó cũng thành cái bệnh gì, bệnh tương tư. Thì tâm sinh lý nó có xảy ra bệnh rất là nhiều. Có những cái dạng bức xúc tâm lý nha, ví dụ như mình ở trong gia đình của mình mà những người trong nhà mình thấy gần như là mình nó có một cái gì đó không thích với nhau nữa mà mình cứ tiếp tục mình sống chung á, đi ra gặp mặt, đi vô gặp mặt mình khó chịu lắm, nó gây cái uất á, lâu ngày mình thấy là mình cũng đau tim, nó sanh hoặc là nó sanh một số bệnh khác. Nhất là trong giai đoạn mà chúng ta đang ngồi bàn ăn á, mà chúng ta không nuôi với nhau á, chừng vài bữa là thế nào cũng có bệnh. Để ý là cái gì, để ví dụ như người ngồi chung nhà, chung bàn ăn mà người này không thích người kia không thích, người nổi tiếng lên rồi nó gừng gừng xuống rồi bắt đầu ăn kiểu đó là thôi. Chứ sao nó không thành bệnh. Thật ra cái bệnh chúng ta có nhiều, rất rất là nhiều nguyên nhân chứ không phải là một nguyên nhân của mình. Nhiều cái dạng bệnh do nghiệp á thì nó cũng có thể xảy ra. Ví dụ như bây giờ nói tới bệnh là nghiệp á thì trong cái quá khứ, giống như trong kinh nói tới Phật nói rằng quá khứ là chúng ta sát sanh nhiều, thì lần này cái thân chúng ta nhiều bệnh tật, nó sanh đủ thứ chuyện bệnh này, đủ thứ chuyện bệnh kia, hoặc là thọ mạng chúng ta bị ngắn, chúng ta chết yểu là do cái nghiệp mà nhiều đời này kiếp chúng ta sát sanh. Tôi nhớ có một lần chúng tôi gặp một cái bệnh mà cái cô kia cứ bị sanh sao mất máu hoài, bệnh thiếu máu, thì cũng trị rất là nhiều thầy không hết. Thì khi mà gặp chúng tôi á thì ngồi nói chuyện một hồi, thì cũng bữa đó chắc cũng là hên rồi sao đó, chúng tôi thấy được là cái quá khứ cô này có giết người hay đổ máu cho người khác. Thì vậy là chúng tôi khuyên cổ nên thứ nhất là sám hối, đã có tới nghiệp là phải sám hối đó. Sám hối hàng đêm xin lỗi người ta. Thì thứ hai nữa là tôi khuyên cổ nên
in cái bản kinh thập thiện ấy, để đi bố thí. Rồi chúng ta chỉ ăn xe xe uống xe xe uống vậy hết. Nhưng mà khoảng vẫn một tháng mấy, hai tháng sau thì cô đi thử lại không có còn đầy đủ nữa mà. Nhưng phải liên tục, sám hối phải liên tục hành liên. Thì ra có những cái thủ nó thuộc về nghiệp, là chúng ta phải tính toán tới nghiệp để mà trả. Cái trả thì chúng ta không có chắc gì, chúng ta phải cái trả nghiệp trong đạo Phật cũng có nghĩa là bây giờ mình phải bị bệnh mình mới trả nghiệp. Nhưng mình có thể làm một chuyện khác mình trả được cái nghiệp bệnh của mình. Mình làm một chuyện công đức phước đức, mình hồi hướng. Thì nhất là những người mà bị bệnh nan y, nan y chắc chắn là bệnh nghiệp. Nhưng mà một phần ảnh hưởng tới cái đời sống ăn uống trong cái lý luận mà chúng tôi nói là thường là những cái bệnh mà nan y á, một mặt là do nghiệp quá khứ, một mặt là do ảnh hưởng tới ăn uống của chúng ta. Thì như vậy là một là chúng ta phải có một cái cách nào đó để chúng ta sám hối cái nghiệp chướng cũ của mình. Mỗi đêm mỗi xin cái quan khiên trái chướng tha thứ cho chúng ta, để chúng ta vượt qua cái bệnh nghiệp này á, thì mình hứa là mình sẽ làm tất cả những công đức phước đức gì đó để mình có thể trả bằng công đức của mình, chứ chúng ta không chấp nhận trả bằng thân đau. Thường là như vậy, chúng ta có một cách đó. Thì có những bệnh nặng họ làm như vậy, nặng về có thể hết. Hoặc là những cái bệnh nặng thì họ có thể họ chuyển đổi cái, có những cái bệnh quý vị thấy có thể trị họ bằng niềm tin. Nó rất là lạ, tại vì chúng ta tin một cái điều gì đó nó sẽ thay đổi được cái thói quen của mình từ trước như vậy. Thì khi mà chúng ta thay đổi được cái niềm tin, thay đổi được cái ý chí của mình ấy, thì cái tâm thức chúng ta đi theo một chiều hướng mới, là nó sẽ dẫn cái thân chúng ta đi theo chiều hướng mới. Thì có đôi khi có một cái bệnh mà họ đủ tin với một ông thầy, thì gần như họ chỉ cần đối chuyện nói chuyện với vị thầy đó là họ đã hết từ 50-70%. Uống thuốc là cái chuyện phụ chơi thôi, nhưng mà có thể hết luôn. Tức là niềm tin nó sẽ biến thành cái đức tin, nó trở thành một sức mạnh. Cho nên là quý thầy có cái cơ hội ấy, nếu thật sự những vị mà tu sĩ tốt á, mà hiểu biết chú y học á, thì cái cơ hội trị bệnh hết bệnh nhiều hơn những vị thầy bình thường. Thậm chí cả những vị bác sĩ bình thường thì có thể mà trị á, thì ông thầy nó còn kèm thêm cái uy đức, uy đức riêng, công cái công phu tu tập riêng của vị thầy đó. Tức là thường đó là cái thầy tiếp xúc một bệnh nhân á, thì ngoài cái việc mà phải kiểm tra bệnh tật rồi cho những cái ăn uống đúng, và còn có một cái, có những người mà gọi là có cái tâm nguyện để cứu đời, thì cái năng lực, cái tâm nguyện đó thì cũng sẽ một phần giúp được bệnh nhân. Cái thứ hai là quý thầy có thể là bằng cái tâm của mình muốn cứu đời, thì các vị cũng nằm sám hối giùm những cái bệnh đó mà người bệnh nhân không biết. Cho nên có những người tới tiếp xúc những vị thầy mà có cái tâm, họ giống như họ phát tâm phát nguyện để giúp đời bằng cái chuyện hướng đó, thì họ làm những cái việc riêng của họ ở bên sau đó, thì người bệnh nhân không biết đâu, bệnh nhân không biết, nhưng mà họ gánh chịu những cái hậu quả, tức là họ sám hối những hậu quả giùm người đó, để người đó không thầm về nhà họ hết bệnh, họ cứ nghĩ rằng uống thuốc đó hay, hay là tới ông thầy đó giỏi, nhưng mà thực sự cũng đã có một chút công phu của người thầy đó riêng. Còn thường là mấy thầy thuốc bình thường các vị không có làm được điều gì, cho nên rồi không giúp bệnh nhân. Tức là thường đó là chúng ta trị một cái bệnh nào đó, trị một cái bệnh nào đó thì đông y nó có một cái nhìn khác, nhìn quá khứ nghiệp của họ, nhìn cái hiện tại nghiệp của họ, rồi ngồi trao đổi qua lại một chút để họ tìm được cái nguyên nhân, cái nguồn gốc bệnh tật, thì sẽ trị rất là nhanh. Cho nên là cái bệnh nghiệp nó cũng là một phần cái nói với chúng ta, nó cái bệnh thuộc về nghiệp đó là nó cũng chỉ có một phần thôi trong tất cả các nguyên nhân khác. Ở đây có cái câu hỏi là tu hoài niệm Phật mười thiền mà sao càng ngày càng bị bệnh. Có không, có ai tu niệm Phật hoài càng ngày bị bệnh không? Bây giờ chúng ta nói là tại vì cái ăn uống, chúng ta nói tới cái chuyện ăn uống nè. Tại vì chúng ta từ trước tới giờ chúng ta quen là thường chúng ta tu chúng ta phải đoạn chay á. Nhưng mà thực phẩm chay là những thực phẩm âm mà chúng ta ăn theo cái thực phẩm chay mà không có hiểu biết về âm dương á, thì lâu ngày thành bệnh. Chứ không hẳn là nghiệp cũ, cũng không phải là do tu đủ nghiệp. Nhưng mà ăn uống
Thì cái đồ ăn chay chúng ta đâu có tìm được đồ nào mà dương đâu. Thì chúng ta có thói quen theo cái kiểu là, ví dụ như hồi chúng ta ăn mặn ha, thì chúng ta ăn trái cây. Trái cây là chúng ta chưa nói tới cái chuyện cái độc của nó nha. Chúng ta muốn nói âm dương thôi, tại vì cái thịt động vật đa số là dương, thì trái cây là âm, hoặc là rau sống là âm, thì ta ăn nó trung hòa. Nhưng bây giờ mình ăn chay toàn và âm rồi, mình ăn thêm trái cây là âm thêm nữa, hoặc là chúng ta ăn rau sống nó âm thêm nữa, thì chúng ta sẽ sanh bệnh. Cho nên mình thấy đa số những người mà tu ăn chay trường ấy, thì kiểm tra lại họ bệnh nhiều. Bệnh nhiều có nhiều người không biết, là cho rằng cái mình tu rồi nó đổ nghiệp. Nhưng mà cái nguyên nhân chính là uống, theo cái nhìn của dưỡng sinh, nguyên nhân chính là ăn uống nó góp phần lớn cho cái việc sức khỏe và đau bệnh của chính mình. Vì vậy mà nếu một người mà tu theo đạo Phật á, mà hiểu biết về ăn uống, thì người đó sẽ ít bệnh hơn. Chúng tôi nói đây khiêm tốn là ít bệnh, chứ còn người không dám nói là không có bệnh, nhưng mà thật sự là ít bệnh hơn. Nhưng mà hiểu biết càng giỏi về âm dương chừng nào á, ăn uống điều tiết giỏi chừng nào, thì cái thân bắt đầu lành mạnh khỏe khoắn nhiều chừng đó. Thì tính một mức độ là họ rất là khó, nhiều năm họ không bao giờ uống tới thuốc men, tự điều chỉnh lấy. Điều chỉnh lấy, ví dụ như trục trặc cơ thể một chút là họ sẽ ăn như thế nào đó, họ chỉnh là ngày hôm sau khỏe liền. Đó thì người giỏi âm dương họ sẽ biết được điều này. Và trong cái phương pháp dưỡng sinh mà chúng tôi giảng thì chúng tôi có nói tới âm dương và nói tới một số cách ăn uống. Thì vậy là không hẳn là chúng ta tu, không hẳn là chúng ta tu là đổ nghiệp thành bệnh. Người ta không nên đổ thừa theo kiểu đó thì tội nghiệp của Phật. Tại vì người ta tu là người ta chuyển nghiệp. Tức là một người bệnh có khả năng là họ sám hối một thời gian, họ niệm Phật thời gian là cái bệnh đó hết. Thì có một cái tài liệu mà chúng tôi gần đây chúng tôi gặp là có những người bị ung thư mà họ niệm Phật chuyên tâm đó. Một thời gian tế bào ung thư được chuyển nó lành mạnh. Đó, tức là chúng ta quen làm một cái việc, hồi xưa giờ chúng ta làm việc bình thường thì nó dẫn tới một chuyện bệnh thật đó. Thì giờ chúng ta thay đổi cái chiều hướng suy nghĩ của mình, thay đổi cái việc làm của mình, thì cái tư tưởng chúng ta dẫn theo chiều hướng mới, nó sẽ để thay đổi bệnh tật được. Cho nên là khi mà trị bệnh nó không có đơn giản là chúng ta chỉ dùng thuốc thôi, mà chúng ta phải dùng cả, chúng ta dùng rất là nhiều mặt thì mới có thể chuyển một bệnh nhân hết bệnh được. Thì cái đây là cái câu hỏi đầu tiên nha, chúng ta chỉ nói tới đây thôi. Bây giờ có một cái câu hỏi kế tiếp mà. Cái cách dùng đồ gia vị nấu nướng trong dưỡng sinh nó như ớt, như gừng, như hành, âm hay dương? Ớt là âm rồi. Trong ở đây chúng ta có nghe hết cái băng giảng phương pháp dưỡng sinh không ta? Có ai chưa nghe không? Thì đây thì chúng ta nói tới cái vị của nó đó. Cái vị chỉ có cái vị đắng và mặn là nó dương thôi, các vị khác đều là âm. Ớt nó cay nó là âm, gừng cay nó cũng âm nữa. Rồi cái hành đó là cái chúng ta nói cái chiều hướng mọc của nó, hành nó thẳng đứng lên là âm, mà cái gì đâm thẳng xuống là dương. Cho nên hành là cái hành lá thì là âm, nhưng mà hành cũ á, hành trắng thì nó là dương. Hành trắng là dương, hành trắng là một dương. Nhưng mà hành đỏ nó lại là âm. Hành trắng nguyên cũ á thì dương, đó là cái củ hành tây hành trắng ha. Nhưng mà hành đỏ nhiều tép đó, thì nó là âm. Tỏi nó lại là âm. Cho nên cái đồ gia vị chúng ta làm mà có khi những cái nêm nếm thì nếu như chúng ta thì thường đối với dưỡng sinh là hay nêm cái một và tư miso, hai là chúng ta nêm muối, thứ ba là có thể sử dụng tới cái món TK. TK chúng tôi có chỉ cái cách làm trong cái quyển sổ tay bài 36, chúng tôi có chỉ thì cái đó là để dùng để chúng ta niêm thanh niêm đồ kho, là chúng ta có thể tránh được cái đồ niêm đường bột ngọt, thực phẩm vẫn ngon. Chúng ta có cái khó là chúng ta đang sống ở một cái nơi mà thực phẩm quá dồi dào. Bây giờ khi chúng ta ăn kiêng là một điều hết sức khó khăn với mình. Nhưng mà chúng ta nên thương mình,
Tại vì trong cái ăn uống mà chúng tôi hay nói, những cái món ăn nó có thể làm cho đời sống chúng ta được nhàn hạ, những món ăn sẽ làm cho đời sống chúng ta vất vả. Điều này nếu mà chúng ta để ý kỹ chúng ta sẽ thấy. Và nếu chúng ta kinh nghiệm thử không lâu đâu, khoảng 6 tháng chúng ta sẽ thấy liền. Ví dụ như bây giờ một cái người mà có thói quen ăn đường và uống nước nhiều, bệnh thì xảy ra là chắc chắn, không có gì. Ngày uống 2-3 lít nước và mỗi ngày ăn chừng khoảng 2 muỗng, 1 muỗng canh đường thôi, thời gian sẽ bệnh. Nhưng mà cái khó khăn trong đời sống người đó càng lúc càng nhiều, không phải bệnh không đâu. Có khả năng là mất việc làm, có khả năng thất nghiệp và nghèo đói. Nếu người âm đó, tại vì chúng ta nói theo cái chiều âm dương đó,